Oh!
Cảm ơn. Và để tiếp nối chương trình là một trong những bài ca đi tìm năm tháng khiến hát chiều nay là tiếng nói tâm tình của người nghệ sĩ, là những rung động trước vẻ đẹp của biển đảo Tổ quốc thiêng liêng, những giai điệu ngọt ngào sâu lắng và thông điệp hòa bình của ca khúc Biển Hát Chiều Nay sẽ được gửi tới tất cả những quý vị và các bạn qua giọng ca đầy cảm xúc của Cơ Đại Hoàn và phần thể hiện guitar Thái Sơn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ạ. Yeah.
Thank you.
Thank you.